Chết.
câu đố của Ngọc Thanh. Thì do là bị kẹt, không mở được cánh cửa này, bị kẹt luôn. Hiểu rồi. Này cái năng này lên, năng nó lên đụng cho cái này, năng lên đụng này nè, rất là dễ thấy.
tìm cách cho lấy chứ không lấy cũng là nó vô công nữa rồi. Tiếp theo cái chuyện chạy ra ngoài á, anh lấy luôn đi, lỡ lấy cái này nữa tìm cách lấy. Đi vào gương, đi nha, nó đang nghĩ gì. Có cần cái gương thì dễ lấy không gì. Có lấy gương nha, có lấy gương này cũng có sức ăn nè, lấy kiếm.
Anh nhớ trong gương có gì. That's everything. On to the next. Không còn gì nữa xuống đâu. Nghe cái chuyện đó. Mở cửa đó sẽ tống lên đây, không có gì em. Không có ai nợ chứ. Không có mơ, không có chuyện gì. Ai ngỏ, ngỏ vậy đi đây. Rồi sao có mơ không? A à, đúng không? Mơ không có mơ không? Họ hỏi anh em cũng. À, đúng rồi ha. Chị đợi xuống đó hả? Đường nước có sẵn là một đường hai đường đường này bị tắt mà đường bị tắt thì không quạt ra đường thì bị tắt mà một chút quạt cái chiếu chút quạt cái chiếu thì đi nhanh nè, cái này nhanh, cái này chậm hơn nè, cái này lên xuống chậm mà, bởi giữ cái này được, giữ cái này xuống, cái này nhanh quá, không cái cho cái này trước, tại cái này nó đàn hồi chậm, đàn hồi lên xuống chậm hơn, thì cho cái này vô xong hết đi, cái kia xuống dưới luôn kịp, rồi cho hết cây xuống dưới luôn, rồi cái này nhanh lắm, đụng cái xuống liền, rồi hai cái sáng lên cũng, rồi ok mở ra được chưa? Chưa có nước gọi xuống dưới lấy nước xuống dưới lấy nước xong rồi đưa lên trên này ảnh mất ha chưa kết nối với tôi nữa xây dựng hay có đi tiếp thì mình phải vô thấy chân dương không phải không tự không có mình mới dương mà giữ có chân dương chứ không biết chân dương đây không chân dương bằng nãy không có dương bằng đầu ui vậy cũng cái gì ta không biết tôi kỹ thấy lại lặng ngay vậy đó. Cái dương mà nghe tiếng dương à đây curiosity deserves a reward à rồi cũng băng ra đây bây giờ lên nhấn thôi lên nhấn thôi chỉ cái hướng này nè
nó sáng đỏ lên vậy, không biết nó đi đâu. Lên trên chứ, lên trên thẳng chứ, lên trên thẳng nước. A à, cái đường đó không nhớ con tinh linh kia như là vậy, thả nước cái thông tinh linh biết con tinh đúng mà nhớ mà nãy thấy con mấy mở cửa ra đi, đi theo tinh linh chắc nó hướng dẫn qua kia lại. Hướng dẫn gì? Cái gì? À đây nè, nó leo cung linh nó sai. Ủa, mình được hiển hang lên, nó chắc là vậy. Mặt nó sai, cho nó hướng nó qua đây. Thả nước ra được chưa? Thả. Đúng rồi, đúng hướng rồi. Rồi, đi tắt bờ thôi. Đi tắt liền, đi tắt bờ. Cái này là cục này, ngã chứ không ra anh nè. Lên trên. Ở lên trên được. Gọi. Lên trên. Có cục tím để phá cục ca cục vàng làm phá nó. Ủa cái gì xin ra tưởng nó đi thôi rồi. À sao hải nước lên cái này đây, lên trên nữa. À lên trên nữa, lên trên nữa, lên trên nữa, hiểu rồi. Cứ làm cái này nó xuống hai tầng để xuống mắt này, nó gọi xuống mắt dưới rồi gọi lên trên, không biết lên trên. Xong an nhiên thì mình có thể di chuyển từ đây qua đây gió lẹ nè. Không mình phải bơi đây đâu, bơi qua đó nhưng mình như là bơi nhảm đó. Lần đầu tiên đi không biết. Thank you.
đây nhỉ? Sao chém được cái này đây? Chưa đúng vị trí xây đó. Bắn thì bị tê liệt, không bị tê liệt. Cái này liên quan đến bị phá nữa mà. Em học đây, không bự. Máy ép gắn vô người, gắn vô máy rồi. À, bạch tuộc, sử dụng ngôn ngữ bạch tuộc. Bạch tuộc. À, rồi. Xong rồi khôi phục được. À, hao tác súng mà bắn bể cho tường này. Đâu không đây, từ từ đi nha, coi bắn cái này. À, đây nha, có ở đây có thể bắn một số cơ quan ở đâu với Inazuma cũng bị bắn, bắn bể cho tường cái gì đó. Chút không phải cái bán nó sai. Chìa khóa. Đường nước ở đây có một đường nước đi vô thôi, ba đường nước bị cắt khúc giải thôi. Giờ lấy con đường cái này đánh lộn đi, không đánh lộn nha. Nè, nãy lấy cái con này kiếm con gì ra, cá voi hả? Không con gì. Lửa thắp sáng cũng dương cho đi. Đây có hai đường thôi, một là thắp sáng cái đuốc này, hai là dập tắt cái đuốc. Thắp sáng được nha, thắp sáng nha. Lên trên được nè.
chìa khóa, có chìa khóa nha. Có chìa khóa giải quyết cái một bên chìa khóa đi, làm một cái chìa khóa một khi nào ra đây biết phương hướng này. Con đi giải đi chứ nghe nha, con giải nó nói. Mày thì mở cửa. À hiểu rồi, cái năng lực của mày đặt ở đây, vô trong đây đi, cho nổ, muốn nghe cho nổ, thả nó ra. Chị biết hướng bắn nha, chút ra còn bắn hay đâu. Xong rồi. Mẹ hiểu rồi. Mình điểm cuối cùng nữa. Còn giải nữa nha. Hồi đến điểm cuối cùng thôi. Cái này nằm ở dưới đây hả ta? Bơ đường này xuống đi, đường này qua. Mình đang cái đường này nè, đi vô anh đi bơ chỗ này. Thank you.
một đường, hai đường xong rồi, ba đường xong hết, còn một cuối đường nữa. Mở cửa. Ôi, cái đường chìa khóa. Trời, cái chìa khóa. Chết tôi, ba đường này xong mới giấu rồi. Mà hiếm cái chìa khóa ở đây à, đường này đây chưa. Ôi, phong bắn rồi. Đường này đi vô đường này đúng không? Đi vô đường này. Đường này mất rồi. Dĩ đó. Ai này, dĩ đó, con đường này nè. Mở cửa. Ui, cũng chưa mở cửa. Hơi gọi thang máy. Để kiểm tra cho cái chìa khóa. Có cái lỗ chưa qua đi chứ. Đây phải có con gì đó để phá đá. Đây. Trời ơi, cản đường nữa chứ khác. Cuối mà pha là pha đá chứ đi. Có đường đi nè. Đá này chứ không có gì. À, cái kim loại như điều khiển gì đó. À đây nè. À, hiểu rồi. Con gì rồi. Vậy mà khó dễ nha. Cái gì mà hoa này ở dưới đáy nó. Đi theo lộ trình này đi. Chìa khóa, ok, có chìa khóa rồi nha. Bây giờ lên trên, đưa lên trên, có nước rồi. Lên trên. Có đường nó đi qua vô đâu đó. Nó chạy đi, vào tới trắng. Nãy khúc kia cũng một cái đường đi chưa qua nữa. Rồi ok, đã chưa qua chứ đi. Thank you.
nói chung là mọi người coi tới đây thì mọi người khoan nhanh đi, khoan mở cái đường kiếm đi, đừng có nhảy lên trên cái mở cái cục xanh xanh gì đó, mở đó để khám phá xung quanh cho nó, để cái đồ đi, đấy, chắc chắn còn cái đường gì đó đó mà sót á, chứ thấy nhiều chỗ thế cái nơi di chuyển lắm, mấy cái hang kia chứ nó lỗ nó đục da xong chưa chưa qua hết, mọi người đây này nếu mà sót cái đường phải mà lại mò, mình chắc cũng ít mò lắm, lười. Ở đây lúc đầu chưa có gian nhiều đỡ, chưa tới 3 năm mới lười. À cái này có đài nãy trong cái tôi đi nên mà dung chuyện nó có đi đây cái hình hướng đi tay luôn à có lặng đồng đi nữa không lại dậy nấu tiếp chưa hết cái băng kính này nắng quá phải chi có nhiều cái bóng nước được hai cái bóng gộp lại với nhau thì nó sẽ nổ mạnh hơn nên trình của ta có tale người nhắn cho đây à chúng ta tale lên thôi luôn khỏi không phải kiếm à có cái video này làm hay đấy chắc cũng phải có tiếng đó dài quá nếu mà cắt ra hết tách ra thì không đổi cái cờ đi đó trong đây hả y chang cái hội